Xin chào các bạn, đây là Design và các bạn đang xem video clip hướng dẫn lập trình web tĩnh. Trước khi bắt đầu vào video clip, mình xin có vài lưu ý. Thứ nhất là mình đã nhận được một số phản hồi của các bạn về việc code HTML mà các bạn viết ra phát sinh rất nhiều những mã nguồn lạ phải do các bạn viết. Thì đây là mã nguồn chúng ta viết ra, và nếu như các bạn mở F12 của Chrome lên và inject element, các bạn phát hiện rất nhiều dạng code lạ xuất hiện trong này, thì đó là vì các bạn đã dính phải những cái add-on, hay gọi khác hơn là những cái adware. Thì để gỡ những cái adware này ra thì các bạn cũng phải mất khá nhiều thời gian, là các bạn vào trong cái phần Chrome extension này, các bạn gỡ đi hết những cái extension mà các bạn không sử dụng đi. Nếu các bạn không rành thì các bạn cứ gỡ hết tất cả những cái gì trong đây ra, uninstall hết, và các bạn phải vào control panel, các bạn gỡ ra, đúng rồi, các bạn phải dọn dẹp đấy. Thì nếu các bạn không rành, các bạn cần phải tới một người chuyên về máy tính giúp họ dọn dẹp, hoặc cách đơn giản nhất là các bạn cài lại Win. Đó là cách duy nhất để các bạn gỡ bỏ những cái adware. Đó là lưu ý thứ nhất. Thứ hai là mình cũng nhận được khá nhiều câu hỏi của các bạn, không chỉ riêng về code HTML mà còn có cả về code AutoID. Tuy nhiên mình không đủ thời gian để trả lời tất cả những câu hỏi đó vì khá nhiều, nên thật xin lỗi các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại với bài. Chúng ta đã được 5 clip về HTML, và hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu vào clip thứ 6. Thì hôm nay mình vừa phát hiện là YouTube đã có cập nhật trên trang chủ, nó bản địa hóa hơn, cụ thể là nội dung trang chủ mang một số cái quảng cáo tiếng Việt, thậm chí là logo của YouTube cũng đã đổi sang tiếng Việt. Tuy nhiên mình sẽ bỏ qua những cái chi tiết nhỏ này và cứ tiếp tục như thiết kế ban đầu, vì những thứ này cũng không quan trọng, không ảnh hưởng lắm đến trang chủ của YouTube. Logo mình sẽ vẫn giữ logo như cũ ở đây và sẽ tạm quên cái hiển thị quảng cáo này đi. Những phần còn lại thì hầu như như cũ, không có gì đặc biệt, chỉ thêm một số cái slide của Việt Nam mà thôi. Không có gì ảnh hưởng lớn lắm tới việc thiết kế web. Rồi chúng ta đã dừng phía trước, đã làm được một số cái icon và menu nhỏ ở đây. Bắt đầu phân tích lại xem header còn cái gì nữa. Header nó còn cái chuông và cái này, để mình phải làm cái này trước khi lập clip, không sao, mình sẽ làm luôn ở đây. Upload button này, cái này sẽ là cái gì nhỉ? Cái này gọi là notify button. Không biết đúng không nhỉ? Find button, cái này sẽ là avatar button. Value nó sẽ không có class button. Cái này không phải là button mà nó là một cái từ, nó là button click được. Cái button có thể click được. Okay, không cần biết phải là button. Button mình cho là thẻ div. Thẻ div hay button thì nó đều là thẻ cả. Nó đều là thẻ cả, các bạn không cần phải lăn tăn lo lắng về vấn đề này. Nếu như là input thì nó sẽ khác hơn. Okay. Mình sẽ cần file button. Cho nó một cái ID nhé, vào cái ID rồi. Đã cần cho nó một cái ảnh. Nó ở phần header thì mình nên để nó cần header. Thằng button. Không biết mình là có ảnh chưa nhỉ? Đây, yeah.
row bằng url, cái này sẽ là no repeat. Vị trí của nó sẽ là left top, tạm như thế. Các bạn còn nhớ về cách tạo ra đường dẫn tương đối trong CSS không? Mình sẽ nói lại là trong CSS các bạn chỉ nên sử dụng đường dẫn tương đối thôi nhé. Bell mình xem nó ra chưa nhỉ? À đây, nó ra rồi nhưng mà nằm bên này. Bell nằm sát ở bên trái này. Bây giờ mình cần di chuyển nó qua bên phải. Last right không được nhỉ? Chắc là vẫn phải dùng cách cũ. Xem nào. Thực ra cái này mình sẽ có một số thay đổi nhỏ. Mình cứ làm tạm đi, mình sẽ sửa sau. Thì mình phải dựng lên được. Okay, cái này mình phải cần một số chỉnh sửa, bởi vì các bạn thấy ở đây là cái nút, ba cái nút này nó luôn luôn nằm bên phải, luôn nằm bên phải và nó đi theo cái màn hình. Nhưng các bạn làm theo cách này thì cái nút nó sẽ không đi theo như trong thiết kế. Đó là cái sai mà clip trước mình đã làm, và khi mình sẽ sửa cái này ngay. Chúng ta cần một cái thẻ tiếp và cái nút này. Cái này mình sẽ cho nó ID bằng right leader right. Ok, cái upload này mình sẽ cần chỉnh lại cái version left, không phải to như vậy, không to. Mình cần chỉnh lại cái hit the right này. Position cái này sẽ là mình cứ nằm bên phải, sẽ dùng flop right rồi để xem nó hoạt động như thế nào. Đây nút tải lên ở đây mình xem. Giờ chúng ta cần bỏ đi những cái thuộc tính này của rồi. Đấy, các bạn thấy là bây giờ khi các bạn kéo thì nó đi theo cái màn hình rồi. Đây là cái đây mới chính là mô tả CSS đúng rồi. Chúng ta cần chỉnh lại một tí. Chỗ này okay. Rồi trang YouTube này nếu dùng CSS sẽ là một cái CSS cực kỳ khó đây. Rồi, mình cần đo chiều rộng tương đối thôi, không còn tuyệt đối của này, nó vào khoảng 200 pixel. Rồi bộ chỗ này này mình cũng sẽ Bushiger Y 200 pixel tầm đấy. Rồi ok, 200 pixel. Chúng ta cần make up lại cái nút này. Nó là class button, thực chất nó không phải là class button. Đây chúng ta không có class button này. Rồi class button email này mình sẽ cho nó
keyboard. Small thêm về class button email, biết là border của nó sẽ bằng none này. Hai cell rồi, mình đấy nó tương đối rồi đấy. Cái gì đây không ổn. Để mình thế sau mình cần mô tả cái này trước. Min y bằng 30 pixel. Ok. Ok, cái avatar button chỗ này sẽ là avatar avatar này nó sẽ có cái chiều cao khác, mình sẽ cho nó cái 2 pixel. Chẳng quá 10 thôi, y sale Thật ra nếu mà mình cho đây tất cả 40 hết là cũng được rồi. Đây là canh làm sao cho nó xuống giữa ở đây. Vertical đây. Khá ổn. Không được. Nói chút về cái thuộc tính vertical alignment này thì nó sẽ giúp cho các phần tử nằm nằm ngang nhau, bạn thấy đây không có thì cái những cái phần tử xung quanh nó sẽ nằm bản thân nó sẽ nằm ở phía trên hoặc phía dưới, thường là phía trên, nhưng cái gói này thì nó sẽ động canh 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 giữa, middle là canh giữa center. Cái button này thì là mình sẽ cần desktop là center center. Ok, như vậy sẽ đẹp hơn. Center. Center sẽ đẹp hơn. Center. Rồi, đấy. Tương đối rồi. Không chuẩn như được Ruby, nhưng mà ok. Cái này đi sale. Rồi nếu các bạn muốn, các bạn có thể canh cho nó hoàn toàn chính xác y như trang chủ YouTube. Tuy nhiên mình muốn bỏ qua việc đó để cho tiết kiệm thời gian cho video clip, bởi vì nếu chú chăm chút vào từng video thì cũng được thôi, nhưng sẽ tốn thời gian vô ích của các bạn và có khả năng làm cho các bạn chán. Tuy nhiên mình đã từng làm phía bên này, các bạn nghĩ là tất cả có thể đi cắt trong video clip trước rồi. Bạn cứ canh cho nó khi nào đúng tỷ lệ là được. Chỉ cần canh chỉnh những cái padding, những cái position absolute, những cái position top và left là được. Nó sẽ canh đúng như chính giữa thôi. Và từ bây giờ mình sẽ bỏ qua cái việc canh thật chính xác từng pixel nhé. Này là các bạn nên làm. Để trong nội dung một video clip thì mình không thể làm tất cả được rồi. Sẽ có những hiệu ứng mà mình sẽ trình bày sau. Button. Rồi bây giờ mình đi chạy trái sang phải xem có những hiệu ứng nào.
Và hướng trước tiên mà các bạn thấy về hướng JavaScript mà bạn cần làm đó là cái nút menu này. Bình thường các bạn như vậy, mà khi các bạn đưa chuột vào trong một cái vùng header thì tự động nó sẽ có cái border phía ngoài này. Để làm được, để làm sao như thế này, chúng ta sẽ bắt đầu viết mã JavaScript cho cái chỗ này. Ok, trước tiên là sự kiện đưa chuột vào trong cái vùng header. Thì ở video clip trước các bạn có từng biết đến một cái sự kiện chỗ này, đó là sự kiện hover, focus. Đây, cái này đây, focus là khi các bạn bấm chuột vào đây là sự kiện focus. Thì trong CSS nó sẽ có bốn sự kiện chính mà các bạn thấy ở đây. Đó là sự kiện, mở to lên tí nhé. Rồi, okay. Đó là sự kiện Active, sự kiện Focus, Hover và Visit. Các sự kiện, khi bạn mô tả một sự kiện, các bạn có thể dùng hai chấm phía sau một cái mô tả CSS ở đây. Như là các bạn đang mô tả một cái sự kiện. Có thể các bạn đang mô tả một sự kiện Focus, mà các bạn sự kiện bằng lít chuột vào trong cái hộp tìm kiếm này. Thì các bạn muốn mô tả một sự kiện đưa chuột vào một cái vùng nào đó, tức là sự kiện hover. Sự kiện hover ở đây, các bạn cũng tương tự như vậy, các bạn viết mô tả cho cái đó. Thì cái chúng ta đang nói ở đây tức là cái vùng header này. Bạn nhìn lên đây, vùng header thì nó sẽ là id header hover. Header đây, rau này không cần nữa, bỏ đi. Chúng ta mô tả sự header bằng cách hai chấm over. Rồi, ok, over. Thì hover này mình sẽ cho nó cái background red để các bạn thấy là cái hover này nó hoạt động như thế nào. Đây, các bạn thấy không, khi mình đưa chuột vào thì cái vùng header tự động sẽ có màu. Đó là vì các bạn mô tả header. Đây, các bạn thấy ở đây, khi các bạn chọn vùng header ở đây và các bạn check, các bạn nhớ lưu ý có một cái kênh nhỏ bên này là kênh xuất hiện những cái sự kiện. Các bạn click vào đây sẽ ra bốn sự kiện này. Các bạn check vào đây thì nó sẽ cho các bạn thấy mô tả CSS, của sự kiện hover. Các bạn đã mô tả cho cái header ở đây, bạn có thể thay đổi màu sắc nó lên đây. Đây là cách mà các bạn code CSS. Thì nó hoạt động khi nào, các bạn đưa chuột vào đây là cách hover. Tuy nhiên có một vấn đề nhỏ ở đây là chúng ta đang mô tả như vậy, là mô tả cái hover của cái header này. Vậy thì như các bạn nói là khi mà hover cái header thì cái thuộc tính của cái button này thay đổi, thì các bạn mô tả như thế nào? Thú thật mình cũng không biết, nhưng mà mình vừa nảy ra một ý định, ý tưởng thế này, không biết nó hoạt động hay không. Xem nhé. Nếu như mình đã nói thì cứ mỗi một vấn đề đặt ra sẽ có rất nhiều cách để giải quyết. Đôi khi các bạn chỉ cần dùng mã CSS là được, đôi khi các bạn cần phải dùng tới mã jQuery và JavaScript. Và ở đây cái mục tiêu chính là các bạn làm sao dùng mã CSS để mô tả. Nếu các bạn có thể dùng mã CSS để mô tả rồi thì các bạn không cần phải dùng JavaScript và jQuery để mô tả cái HTML nữa. Đây là mình đang cố dùng CSS để mô tả xem có được hay không. Chấm đây, menu background, mình sẽ cho nó là cái border hai vi cho nó dễ nhìn nhé. Rồi, mình sẽ thử xem. Không được đúng không? Mình nghĩ cũng không được. Không, cái này không phải là được đây. Nhưng có nghĩa là các bạn có thể dùng cách này được mà các bạn không cần phải dùng tới mã jQuery. Tức là bạn đang mô tả rằng khi sự kiện hover header bắt đầu, và các bạn muốn mô tả cái ID bên trong. Đây là một cách là lần đầu tiên mình dùng đây. Rồi, chúng ta không cần những cái này. Thì khi cái này diễn ra thì chúng ta làm cái việc gì? Đơn giản, các bạn thấy đây nó sẽ có cái border border và
Mình sắm, mình nghĩ là có thể mình phải làm cái ảnh mới xem nào. Ok, mình sẽ dùng một cách này đúng nghĩa CSS hơn, thì cứ dùng ảnh mãi thì còn tốt. Mình không biết quy tắc cắt HTML của những người khác như thế nào, tuy nhiên quy tắc cắt HTML của mình là càng sử dụng ít ảnh càng tốt, tức là số lượng ảnh các bạn cần phải có trong folder này càng ít càng tốt. Vì nếu các bạn dùng nhiều ảnh thì công việc cắt CSS các bạn sẽ cực kỳ nhẹ nhàng, tuy nhiên bù lại thì chất lượng website sẽ không tốt và website load lên sẽ rất là chậm và nặng. Nếu như các bạn dùng càng nhiều mã CSS và càng nhiều mã jQuery, CSS thôi, càng nhiều mã CSS cho website sẽ càng tốt. Còn trong một số trường hợp các bạn dùng quá nhiều mã jQuery cũng không tốt. Rồi thì chúng ta mô tả cái này, nó sẽ có một cái border một pixel solid gray để tạm đây nhé. Đấy, nó có rồi đấy. Mình cần chụp cái hình này lại để lấy mẫu. Như cái đây, thứ nhất là mình cần lấy cái mẫu, cái mã màu của cái border. Ok, copy mã màu đây. Chúng ta sẽ đưa cái mã màu vào đây. Rồi, kích thước của cái nút này. Mình cần đo kích thước của nút này. Khoảng 45 nhân với lại 27 gì đấy. Ok, y 45 pixel, 255 pixel cộng thêm hai cái border trên dưới nữa là nó sẽ vào khoảng 42 mấy đấy. Ok, và cái này nó sẽ là test center center. Ok, đấy. Nó sẽ gần giống rồi. Border này có radius, ok, là có góc bo tròn. Rồi, nó làm sai cái gì đó thì phải. Đúng rồi, phải. Phải, nó đang là mô tả về cái list menu. Đây, mình cần dời cái này xuống đây cho nó cùng vị trí. Các bạn nên để các mã CSS mô tả gần nhau. Rồi, ok. Nó sẽ là như vậy. Bạn cần thay đổi vị trí của nó. Position top 0 left 120 pixel. Ok, tạm vậy. Cái này là lúc các bạn cần phải nó ra một tí nữa. Ok, rồi.
Net. Rồi, à, vấn đề các bạn canh laptop thôi. Đây, ấy. À. Nó gần giống rồi. Bây giờ là chúng ta có một cái background màu background khác. Màu background của cái này sẽ là bao nhiêu? Background. Background. Color. Cái ảnh mà còn giữ nguyên nhưng background color khác. Bạn dùng cái này. Bạn cần xích cái này xuống một tí. Bạn cho nó thêm 2 pixel. Thêm 2 pixel thì cái này sẽ là 7, cái này sẽ là 11. Đây, rồi. Cái này nó có border radius rồi chúng ta sẽ tìm CSS border radius radius generator. Các bạn nên dùng cái công cụ này nó sẽ trực quan hơn và nó sẽ là hai. Ok đây. Đấy. Chúng ta cần cái shutdown nữa. Shutdown có sức đau không nhỉ? Mình kiểm tra cho mình xem. Hình như là không có sao đau. Ok. Bạn có sao đau cũng được, bạn biết cách làm sao đau cũng không. Chỉ cần gõ CSS sao đau. Sao đau generate. Không phải. Đây, này sẽ có rất nhiều công cụ trên mạng giúp cho các bạn tạo ra được những cái sao đau cho cái tiếp mà bạn muốn, các bạn cần tùy chỉnh ở đây và đem cái code về gắn vô CSS là đủ, không phức tạp lắm. Có một vấn đề nhỏ để các bạn thấy cái hình của chúng ta nó có một cái viền trắng, cái này các bạn thấy tay mình cũng to rồi. Các bạn nhìn kỹ nhé. Thực ra là cái hình ảnh chúng ta có một cái viền trắng ở giữa, và khi đưa lên đây nó sẽ tạo cái hướng không 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 đẹp lắm so với lại cái nút ở bên này. Bạn thấy đây, nút bên này thì ra là nó có ok sao bạn thấy nó với cái viền của nó đẹp hơn cái viền của chúng ta, và cái ảnh nó đậm hơn, nhưng chúng ta không có được cái việc đó. Thì để làm cái này các bạn có thể dùng nhiều ảnh. Các bạn có thể dùng nhiều ảnh cho nó. Tuy nhiên ở đây mình không muốn dùng nhiều ảnh mà mình chỉ muốn dùng một ảnh thôi, cho nên mình sẽ đi sửa lại cái này. Và cái ảnh đúng của nó là ảnh có màu và màu đỏ. Xem nào, còn gì không? Ừ đúng, nó màu đỏ. Màu đỏ, và chúng ta thì có một cái ảnh không phải màu đỏ ở đây. Rồi chúng ta sẽ làm thế nào? Thứ nhất là cái này ta cần sửa lại. Đây chúng ta có một ảnh ở đây, mình sẽ dùng ảnh này luôn để làm cái nút mới. Cái nút này nó sẽ như thế này. Đây. Và thường thì người thiết kế web sẽ giúp bạn tạo ra cái button này đúng như bạn muốn. Tuy nhiên nếu gặp trường hợp các bạn không có được một cái ảnh như bạn ưng ý thì các bạn có thể tự tạo bằng cách như sau. Được. Đấy.
loại bỏ những cái pixel này ra. Đây, sau đó các bạn delete đi, phải delete như vậy mất hết. Đấy, cái đó không đúng nhỉ. Nêu một laser đi. Đó, mình ship F5 cái laser này. Đó, mình sẽ cho nó chọn một cái màu đỏ. Color đây hôm nay à, phải ok F5 cái color đỏ. Sao cái gì đấy không ổn nhỉ? Mà có sắt đâu. Sắt đâu. Đó là cái hệ màu của mình bị sai. Đúng rồi, sao biết xem bạn đợi một tí mình sẽ ngưng video clip để làm cái nút này. Rồi, ok, mình cũng không phức tạp lắm. Người nói mà chúng ta là coder, chúng ta không phải là một thiết kế đồ họa viên chuyên nghiệp, các bạn có thể là dùng nhiều cách để có được cái ảnh mà bạn muốn. Trước tiên là các bạn chọn cái vùng ảnh này, các bạn tạo ra một layer mới, các bạn selection và vẽ lại, thì cái việc vẽ lại sẽ cho các bạn ra một cái ảnh ảnh mới có cái viền như thế này trong trong phần mềm muốn. Tuy nhiên các bạn có thể dùng cái cục tẩy này, các bạn bỏ đi, hơi thủ công và hơi không chuyên nghiệp lắm. Tuy nhiên là coder chúng ta chỉ có được cái chừng này thôi, không có được. Mình không hiểu tại sao khi vẽ nó ra cái sắc đào đấy, nhưng không sao. Chúng ta có thể làm lại cái này. Ok, bỏ đi. Và cái chính là chúng ta muốn tạo một cái bức ảnh như thế này, và lưu ảnh này lại. Desktop đi, mình sẽ di chuyển vào sau. Xem nào. Cắt cảnh này bỏ vào đây, nó sẽ làm menu icon, chúng ta thay hoàn toàn cho cái chỗ này. Rồi chúng ta có một ảnh mới, các bạn quay ra đây, bạn shift F5 nhé, bạn phải nhớ là shift F5 thì nó mới ra được cái ảnh mới cho các bạn. Các bạn thấy không, nó đã ra đúng cái ảnh mới rồi và cái mất đi background. Tuy nhiên bình thường nó sẽ có màu xám chứ không phải là đây, đây sẽ có màu xám xám hoặc đỏ. Thì ở đây mình sẽ chỉ các bạn cách chuyển một cái ảnh màu thành ảnh màu xám ở trong CSS. Ok, thực ra mình cũng không nhớ là dùng cách nào. Mình sẽ Google ngay đây, CSS gray color này, and y mai đây, xem có cách hay không nhé. Đây là cách chuyển ảnh màu thành ảnh thường, xem là dùng hộp chính nào đây. Line. Chúng ta đang làm là đây. Rồi, để xem nó có hiệu quả không nhé. Đấy, nó đã chuyển thành màu xám rồi đây.
Các bạn làm đây có việc các bạn không cần phải tạo thêm một cái ảnh mới, các bạn cũng có được ảnh xám này. Tuy nhiên mặc định nó sẽ là cái này chúng ta chưa cần tới, bởi vì chẳng khi mà trạng thái các bạn cái website khi mà đang có left menu bên này thì nó sẽ màu đỏ, các bạn không có left menu thì nó sẽ là màu xám, các bạn thấy đây không? Đấy, đấy chúng ta sẽ tạm bỏ cái này đi, cất đây, ta sẽ dùng sau vì chúng ta chưa xử lý tới cái left menu. Để mình xem coi còn cái gì nữa không. Đấy, tạm như vậy. CS. À đây. À, thêm một cái nữa là khi các bạn hover lên cái nút search này, các bạn hover lên cái button này thì nó sẽ có một cái hình nền của nó bị thay đổi. Thì chúng ta có thể mô tả nó bằng thể như thế này. À, tất cả cái đấy nó là một cái nút button ở đây. Thì chúng ta sẽ tạo thêm một cái sự kiện hover để các button hover tương tự như vậy, chúng ta sẽ có cái background color mình cho tạo là red nhé. Đây mình sai cái gì à? À đây background color à, đã. Button đúng rồi, sao cái này nó không có tác dụng nhỉ? Button à đây à, cái mô tả phía trên này nó mô tả trên này nó mạnh hơn bên này, tức là nó mạnh hơn, nó được ưu tiên hơn, vậy thì làm sao chúng ta ưu tiên cao cho cái button dưới này. Một lần nữa cái này đã là sai trong thiết kế, bởi vì cái này là do chúng ta làm sai trong thiết kế này. Sập button chúng ta chỗ này đáng lý không có button đây, chỗ này đáng lý không được mô tả màu ở đây. Chúng ta mô tả màu ở đây thì nó sẽ ưu tiên cái màu hơn đấy. Không phải đó không phải là vấn đề, cái chỗ này có màu là đúng rồi. Các cái cân này không có màu ở à, đây cái này là đúng như cái này thì không đúng. Tuần xin này. À, cái hai cân này cũng có được hơn tình huống tương tự là nó có cái background, nhưng mình sẽ xử lý cái background đấy sau. Chúng ta cần tìm cách giải quyết cái rau này, cái mà chắc không còn cách nào khác là buộc phải dùng tới cái từ khóa kia. Đây, mình sẽ bạn thấy à, khi khi mà các bạn đang trong một tình huống như thế này, cái mô tả này chính xác và nó mô tả này mạnh hơn cái mô tả chúng ta đang đang mất rồi. Đây nào, chúng ta có một cái mô tả về background image, background color phía trên này nó mạnh hơn cả chúng ta muốn cái này, chúng ta muốn cái ưu tiên cái này, muốn cho trình duyệt biết rằng là cái này là ưu tiên cao nhất, mặc dù cái mô tả của nó không mạnh bằng mô tả trên này. Chúng ta sẽ thêm một từ khóa phía sau này là important, cái này là một từ khóa rất ít khi sử dụng, bởi vì nếu bạn tính toán đúng đây các bạn thấy không, nó đã ưu tiên cao hơn. Và có một người thấy đây là cái background của cái icon này nó có cái viền ở đây, mình sẽ đi dùng Photoshop mình sửa lại cái chỗ này. À, bạn phải chụp ảnh để bạn open with Photoshop, bạn sửa ảnh trực tiếp đây luôn, phóng to nó ra. Bạn, thủ công một tí bạn dùng cục tẩy ở dạng block bạn xóa đi những cái phần này thì nó hơi ấy, nhưng mà cách duy nhất chúng ta có hiện tại chúng ta không phải là đồ viên chuyên nghiệp đấy. Rồi các bạn có thể lên mạng search những cái icon này, vì trên mạng có rất nhiều website cung cấp những cái icon này ở dạng đã làm sạch nền sẵn.
Nhưng đối với những cái ảnh đơn giản như này các bạn không mất nhiều thời gian. Đây. Rồi, sẽ lại xem. F5, nhớ sẽ F5 nhé. Đấy, giờ nó đỡ hơn, tuy nhiên không đẹp lắm đúng không? Nhưng không sao, các bạn dùng một cái hình nền mờ hơn thì cái này sẽ không là vấn đề lắm. Chúng ta cần chọn cái màu đúng cho nó. Đây, mình sẽ chụp hình cái này lại. New. Ok. Nó vào đây. Chúng ta sẽ lấy cái mã màu của nó. Không cho vào cái dưới chỗ này. Xem nó như thế nào nhé. Đấy, đúng như bạn ấy. Ok rồi đấy. Đúng không? Có một lưu ý nữa là các bạn khi đưa con chuột vào đây thì các bạn thấy là cái icon của con chuột, cái cursor này nó thay đổi, lúc đầu nó là một cái mũi tên chỉ như vậy, nhưng khi đưa vào đây nó sẽ là một cái bàn tay dựng lên. Thì để điều khiển cái này các bạn làm thế nào? Đây cũng lại là một cái sự kiện khác, các bạn có thể dùng cái thuộc tính là cursor. Cursor mình không nhớ biết như thế nào nữa. Cursor. Để mạng sạch thôi. Thay đấy mình hoàn toàn và mình làm CSS đã rất lâu rồi, mình hoàn toàn không thể nhớ được những cái này. Cursor đây. Cursor property tính như cursor hand on enter đúng hay không? Lên đây mà làm sự kiện hover. Cursor xem nào. Cursor không phải cái này. Pointer đây. Đấy, đây là cái mà tôi nói. Đưa vào đây. Và khi đưa con chuột vào nó sẽ hiện cái icon gì ra, cái thuộc tính này sẽ quyết định luôn. Đấy. Thế, và chúng ta đã có một cái cái này đưa ở ngoài thì đưa vào đây nó có cái shutdown. Đây chúng ta sẽ làm thêm cái này nữa là kết thúc video clip header. Mỗi tuần có những cái như vậy các bạn đọc khá ít đúng không, nhưng rất tiếc là không có cách nào hơn để tăng tốc được. Mỗi tuần mình chỉ có thể làm ra được một video clip hoặc auto IT hoặc là HTML CSS, cố gắng lắm được hai, nhưng mong các bạn thông cảm. Trở lại với cái menu này, hover đây, đây là sự kiện khi hover lên header, chúng ta cần mô tả cho cái là button. Nhưng ở đây chúng ta cần mô tả đây thì nó sẽ có cái shutdown CSS shutdown generate. Ok, dùng cái này nó sẽ ok hơn. Chúng ta distance sẽ là 0, no can 0, touch bằng 1 pixel, setting rồi. Không xem nào. Cái này là 45 mươi 135. Chín trăm tám mươi năm là 260 xem. Tính thế nào, không nè, 180 nè, cộng thêm 90 nữa là 270 à. Bắt đầu confuse rồi đấy. À tính theo chuyện này 90 xem. À 90 thì phía dưới. Rồi ok. Chúng ta có cái shutdown à, không, chúng ta cần 270. 270. Rồi, rồi. Mình cần thay đổi xem nó ra cái gì nè. Không đẹp lắm đúng không?
không ta, mình cần cái button ở dưới thôi. Set down. Setting. Down. Đây là bên trong, bên ngoài cần cái này không đủ rồi, sẽ CSS không, CSS3 nó cũng không khác nhau lắm, các bạn cứ search những từ khóa CSS là sẽ ra hết. Từng border đây, mình nhớ mà từng làm cái này rồi nhưng không nhớ lắm. Cần à thực tính chưa, chúng ta có gì đây nè. Đây là cái chúng ta cần CVE. Ok, chúng ta thử nghe đây. Over. Chúng ta sẽ thử thử sống cái này luôn. Đây, đúng rồi. Như mình muốn lắm. System system không một hai bảy mươi, cái này không đủ mạnh nhỉ. Cái này xuống bốn thôi à. Đấy, nó đỡ hơn rồi đấy, không đẹp bằng của CSS. Chúng ta cần giảm cái này xuống 2. Đấy, ok. Đây là cái mà chúng ta cần. Và cách mà chúng ta làm CSS, chúng ta không không chuyên, đây cũng là cách ta làm thôi. Cái header chúng ta bây giờ đã khá chuẩn rồi, còn một số chi tiết nữa sẽ hết. Chi tiết nó sẽ ổn. Thế thôi. Lúc này cũng cần có hover thì mình nghĩ nó cũng tương tự như sự kiện kia, các bạn làm cái hover cho cái nút này là được. Ok, rồi hover cho cái này. Đấy, nghĩ đối với header chúng ta về tạm ổn, mình sẽ không muốn đi sâu vào bởi vì nếu tập trung sâu vào thì các bạn sẽ bỏ lỡ thời gian những chỗ khác. Và ở video clip sau mình sẽ bắt đầu trang trí cho tới cái left menu này. Chúng ta vẫn chưa cần tới jQuery đúng không? Vì thực sự nếu các bạn xây dựng như mình đã nói, nếu các bạn có thể xây dựng một website mà dùng toàn bộ là CSS hết là cực kỳ tốt, vì nó sẽ tăng hiệu suất cho website lên. Vì các bạn nếu dùng quá nhiều hình ảnh hoặc quá nhiều mã jQuery, JavaScript thì trang web sẽ load khá chậm. Ok, hôm nay chỉ có thế. Video clip chúng ta kết thúc ở đây, và hẹn gặp lại các bạn trong video clip sau nhé. Chào các bạn.